Chào bà con nông dân cả nước nha. Nè, em lên con máy cắt cỏ cơm Mitsubishi Zenox ha mọi người ha. BC2610EZ nha mọi người. Mặt in da bằng. Này sao nãy chưa chốc mà để thằng lính nó xịt chốc quá trời nha mọi người. Chứ nãy còn ok lắm. Đó, bình xăng lớn nè. Không bể vỡ ha, còn xăng Nhật luôn nha mọi người. Đó, đặc biệt còn xăng Nhật ha. Đó, còn xăng màu xanh lè nè. Xăng này còn ok lắm á. Này là máy nguyên zin nguyên bản ha. Em cũng kiểm tra bít tông rồi ha. Còn văng ngang nha mọi người. Mọi người yên tâm ha. Đó. Máy không bị vỡ nha. Con này đẹp. Thôi à, nó chỉ chạy nè, bị vậy thôi. Đó, chế zin theo máy ha. Quanh rồ nha mọi người. Quanh rồ một kim ha. Zin nguyên bản hai máy ha. Chế này chạy cũng bốc lắm nha. Rồi yên tâm ha. Đó, tâm nè. Tâm nhôm mà còn không chạy luôn nha. Mã máy nè. Seri rồi nè mọi người. Ốc nè. Thùng rồi còn nha. Không bể vỡ gãy ha. Máy rất ok luôn. Máy này ống cần 24 ha. Ti từ 13 khía nha mọi người. Đó. Ti 13 khía tay lái thấp nè. Đó. Rất là cơ động luôn ha. Ống cần màu trắng nha, đẹp. Nè, BC2610EZ nè. Zenox Komitsu nè. Trắng cỏ rin nè. Đầu bò rin nè nè. Đằng im nha mọi người. Đó. Em cũng kiểm tra bố rồi cho mọi người còn dày ha. Đó, em cũng vô mỡ bò là cho mọi người ha, sợ khô mỡ bò nha mọi người. Tha mỡ bò ti với đầu bò đầu dao gì dưới luôn ha. Đó, máy thì rất là ok luôn. Không bị vỡ. Không có sơn bóng gì nha mọi người. Đó, màu máy còn đỏ thật vậy đó. Thấy không? Chế quanh rồ nè. Hơi này khỏi bàn nha mọi người nha. Hơi nha mọi người. Máy nè. Hơi cứng nhắc ha, không tuột ha. Đó. Ghi đồ ghi theo máy luôn ha. Đó. Máy thì có sợi dây đeo bẫy nè. Đó, gọn gàng ngăn nắp cho mọi người hết nha. Máy thì công suất 26cc, nồng 34 ly ha. Này là gọi là cơm mít xô bướm nha mọi người. Máy hệ tua rất là nhanh luôn. Mọi người về phát cước, phát dao đây đều được hết ha. Đó, em thấy là giờ 26cc mình phát cước là ngon rồi. Do mấy vườn sầu riêng rồi này kia rồi đó mọi người. Đó, còn mấy con bự quá thì nó nặng ha. Đó, thì máy thì em bao ship về toàn quốc nha. Và đầy đủ phụ kiện kèm theo. Đó, như tiếp mở bugi và đầu dao nè. Tặng cho mọi người một cái bugi luôn. Và một cái lục giác 4. Và một con dao cắt Thái Lan. Vậy thì 2.0 nha, thường có 1.5 mà em mua 2.0 cho mọi người ha. Ngang 8 xăng ha, dài 30 xăng ha. Và một cái bát cước cải tiến nha mọi người. Đó. Và dây cước pháp gai nè. Đó. Máy thì giá máy trong phòng mô tả và chi tiết liên hệ em ha. Thì giá con này là 2.4 triệu nha mọi người. Đó. 2.4 triệu ha. Hơi nè. Đó. Ngọc nhắc thấy không? Chạy rất êm ha. Dây đeo bãi luôn nha mọi người. Dây đeo rất là êm luôn. Rồi. Để em test máy cho mọi người nghe nha. Đó, sơ qua máy thì mọi người cũng biết hết rồi ha. Em có sao nói vậy ha. Đó, bít tông còn rất ok luôn. Con này cứng nhắc nha mọi người. Tua nhanh lắm. Đó. Lực ha. Lên ga nè.
xăng Nhật thì để lâu thì nó không cần bằng bốc bằng cái xăng mới mình nha mọi người. Về mọi người châm xăng vô ha. Về mọi người châm, ví dụ như nhớ cách tròn mà mọi người mua cho nơi ok nha, thì là pha là 50cc một lít xăng ha. Nếu mà mắc dao, còn mắc cước mọi người pha 70, 60, 70, 80cc một lít xăng. Đó, cho nó trơn chu máy ha. Chịu khó là lâu lâu vệ sinh bô nó ngạt khói khoảng 3-4 tháng gì đó. Nếu mắc cước là mọi người kiểm tra cước nó sẽ nhanh mòn bố hơn khoảng 7 tháng. 7 tháng mọi người kêu ra thợ kêu mở bố và kiểm tra coi nó mòn chưa. Đó, mọi người thay bố. Đó vậy thôi. Còn phát dao là tới mọi người xài tới 4-5 năm bố nó mới mòn nha mọi người. Đó. Rồi. Vậy thôi, ai mà chưa chọn được con máy ý thì nhớ đăng ký kênh theo dõi để em ra những con máy mọi người ok ủng hộ nha. Giá máy là 2,4 triệu nha mọi người, bao ship và đủ phụ kiện. Thế nên kiểm tra máy ok thanh toán tiền shipper. Ai mà lần tiên mua máy thì cộng chứ 100 ngàn ha. Rồi, bye mọi người.